Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 100/2024 quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Nghị định quy định chi tiết về điều kiện thu nhập về nhà ở đối với các trường hợp đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Nghị định 100/2024 quy định các đối tượng được mua nhà ở xã hội gồm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức thì phải đảm bảo điều kiện về thu nhập. Cụ thể, với trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thứ hai, trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng, tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập của hai nhóm đối tượng trên là trong một năm liền kề, tính từ thời điểm đối tượng quy định trên nộp hồ sơ hợp lệ cho chủ đầu tư để đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Thứ ba, trường hợp người thu nhập thấp tại khu vực đô thị không có hợp đồng lao động. Nếu là người độc thân thì thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 15 triệu đồng. Nếu đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập hàng tháng thực nhận không quá 30 triệu đồng. Đối với hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn, hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị thì phải thuộc trường hợp hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo của chính phủ. Đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đang công tác thì áp dụng điều kiện thu nhập theo điều kiện đối với lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 67 của Nghị định 100/2024. Thứ nhất, theo quy định tại Nghị định 100/2024, thì điều kiện được mua nhà ở xã hội là phải trường hợp chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình. Thứ hai, là vợ hoặc chồng của đối tượng được mua nhà ở xã hội không có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ hồng tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận có tên trong sổ hồng, văn phòng chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định này. Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị xác nhận diện tích nhà ở bình quân đầu người, Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện việc xác nhận đối với trường hợp quy định này. Ngày 26 tháng 9, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giám sát về việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Thủ Đức giai đoạn 2016-2025. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố Thủ Đức được phát triển 5 dự án nhà lưu trú công nhân, trong đó có một dự án nhà ở xã hội phục vụ công nhân thuê với 1.040 căn hộ tại phường Thạnh Mỹ Lợi của Công ty Cổ phần Thủ Thiêm Group. Dự án đã được khởi công thực hiện vào năm 2022. Hiện công ty đang gặp khó vì dự án có đến 1.040 căn hộ cho thuê, nhưng đến nay chỉ có vài chục trường hợp được phê duyệt. Đối tượng cần mua, cần thuê phải làm cái thủ tục xác nhận theo cái mẫu 03 là phải xác định về đối tượng thu nhập và nơi cư trú. Thì cái việc xác nhận này sẽ được giao cho Ủy ban cấp nhân dân cấp phường xã. Tuy nhiên với cái vai trò của Ủy ban nhân dân phường xã để xác định về cái thực trạng nhà ở thì họ sẽ rất là e ngại bởi vì họ chỉ xác nhận trong cái địa bàn của họ thôi. Còn những cái sở hữu mà xác nhận về điều kiện cư trú ở ngoài địa bàn thì họ sẽ không mạnh dạn xác nhận được. Và cái việc này sẽ gây trở ngại cho cái người cần đi xác nhận để nộp hồ sơ cho chủ đầu tư. Cái nội dung này cũng là cái nội dung. Cũng theo ông Cường, hiện lượng khách hàng được phê duyệt rất khiêm tốn, chỉ vài chục trường hợp trong 3 đợt trình hồ sơ tại Sở Xây dựng. Do đó, công ty kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh luật hoặc hỗ trợ xác nhận hồ sơ để duyệt đối tượng được thuận lợi hơn. Tại buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Thành phố Thủ Đức theo dõi, hỗ trợ chủ đầu tư các dự án đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thẩm định giá, điều chỉnh quy hoạch, thủ tục đầu tư. Ngoài ra, các sở ngành khẩn trương thực hiện, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố các vấn đề còn vướng mắc, hạn chế để hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.
Sáng ngày 20 tháng 5, hơn 1.300 người diện thu nhập thấp phải bốc thăm để giành 149 suất mua nhà ở xã hội, dự án NHS Trung Văn, đường Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Buổi bốc thăm diễn ra tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Hơn 1.300 hồ sơ tham gia bốc thăm nhưng chỉ lấy 149 hồ sơ. Tỷ lệ cạnh tranh để trúng suất mua nhà là 1/9, có nghĩa là sẽ có khoảng 1.151 hồ sơ tham gia bốc thăm sẽ bị loại. Không khí ngay từ lúc xếp hàng làm thủ tục vào bốc thăm đã diễn ra khá căng thẳng. Nguyên nhân là số lượng người tham gia bốc thăm đông, các thủ tục liên quan phải kiểm tra qua công tác an ninh nghiêm ngặt. Dù 7 giờ mới bắt đầu làm thủ tục, nhưng từ sáng sớm, nhiều khách hàng đã có mặt tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy, có người đi từ lúc 4 giờ sáng. Khu vực cửa ra vào được bảo vệ túc trực, ngăn những người không có phiếu bốc thăm ra vào. Bên ngoài, hai bên vỉa hè và lề đường Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chật kín xe máy và ô tô. Nhiều người đứng ngoài chờ người thân dưới cái nắng hơn 37 độ C. Để việc bốc thăm thuận lợi, chủ đầu tư dự án bố trí 19 bản và luôn có lực lượng chức năng giám sát. Mỗi nhóm bốc thăm chia làm 10 người, lần lượt di chuyển vào phòng riêng, sau đó mở phong bì trong hòm phiếu để biết trúng hay trượt. Mỗi người chỉ được bốc thăm một lần. Khoảng 11 giờ 30, anh Nguyễn Quang Hướng, 31 tuổi, quê huyện Trương Mỹ, rời khỏi nhà thi đấu với khuôn mặt mừng rỡ. Anh Hướng nói, đến giờ tôi vẫn chưa tin mình bốc trúng nếu như nhìn vào tỷ lệ cạnh tranh gần 1/9. Thấy xong người xếp hàng vài chục mét chờ lấy số để vào bốc thăm, anh nghĩ cơ hội của mình rất ít. Cũng nằm trong số người may mắn bốc thăm trúng căn hộ gần 70m2. Anh Cấn Thành Lâm, 28 tuổi, quê huyện Thạch Thất nói, lúc mở phong bì biết mình trúng, tay tôi run run, cảm giác nghẹt thở. Anh Lâm lấy vợ cách đây hơn 4 năm, hiện có hai con nhỏ, sống cùng bố mẹ ở quê. Khi dự án bắt đầu tiếp nhận hồ sơ, một người hàng xóm rủ anh nộp thử. Anh Lâm nói, không chỉ tôi trúng mà người hàng xóm cũng trúng. Anh Lâm cho biết đã chuẩn bị tiền để nộp cho chủ dự án khi có yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Huyền Linh cũng là một trong những khách hàng may mắn. Dù đang mang bầu nhưng chị vẫn cố gắng đến từ sáng sớm. Bước ra khỏi phòng bốc thăm, chị cười rạng rỡ nói, quá may mắn. Nhiều người ra khỏi phòng bốc thăm đã liên tục gọi điện thông báo tin mừng với người thân. Không giấu được cảm xúc, chị Linh còn bắt tay ôm những người xung quanh để chia sẻ niềm vui. Chị Trương Thanh Xuân, 30 tuổi, quận Hà Đông, vì hành trình mua nhà ở xã hội như chơi xổ số. Khi bốc trúng được căn hộ hơn 70m2, chị hét to ngay giữa nhà thi đấu. Cảm giác thật khó tả, từ hồi hộp đến vỡ òa, chị chia sẻ. Nhà ở xã hội là giấc mơ lớn nhất cuộc đời đối với nhiều người thu nhập thấp. Mong ước của họ là mua được một căn hộ nhỏ để an cư. Nhưng với tỷ lệ chọi khốc liệt như thi vào trường chuyên lớp chọn, thì dù có đầy đủ điều kiện, cơ hội để giấc mơ của họ trở thành hiện thực vẫn rất thấp. Bên cạnh niềm vui của 149 người bốc được lá thăm may mắn, chính là nỗi buồn của hơn 1.100 người phải ra về tay trắng. Anh Lê Tuấn Chiến, xã Ngọc Hoa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, năm nay 41 tuổi. Hai vợ chồng anh Chiến làm công nhân, tổng thu nhập của gia đình mỗi tháng 15 triệu đồng, nuôi hai con ăn học. Cưới nhau đã 16 năm nhưng họ vẫn phải ở nhờ nhà bố mẹ, chưa từng sở hữu nhà và luôn thường trực giấc mơ có chỗ an cư. Thu nhập thấp lại nhiều khoản phải chi nên mỗi năm cố gắng lắm vợ chồng anh Chiến mới tiết kiệm được gần 20 triệu đồng. Trong 16 năm, họ dành dụm được khoảng 300 triệu đồng, gần đủ 30% đặt cọc cho một căn nhà ở xã hội diện tích tầm 65m2. Khi nghe tin có cơ hội mua nhà ở xã hội NHS tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, vợ chồng anh Chiến khấp khởi hy vọng. Sau 3 lần lên xã xin xác nhận đủ các loại giấy tờ cần có trong hồ sơ để mua nhà ở xã hội như giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở, thu nhập dưới 11 triệu đồng trên tháng và chưa từng sở hữu nhà ở, xác nhận thường trú, xác nhận tình trạng hôn nhân, ảnh thành viên trong gia đình, giấy tờ ưu tiên, anh Chiến vội vàng nộp hồ sơ từ 28 tháng 3 cho dù đến 11 tháng 5 mới hết hạn. Ngày 20 tháng 5, anh Chiến dậy từ 2 giờ sáng, chạy xe máy đến sân vận động Cầu Giấy, Hà Nội lúc 3 giờ và chờ đến tận 11 giờ trưa để bốc thăm. Dù rất hy vọng sẽ rơi vào số ít may mắn bốc trúng một căn nhà ở xã hội tại dự án này, nhưng cuối cùng, anh Chiến phải ra về tay trắng sau một ngày trời vật vã dậy sớm và đi bốc thăm, chờ đợi giữa trời nắng gắt. Anh Nguyễn Thành Trung, 32 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội, cũng là một trong số những người chưa có được cơ hội mua nhà ở xã hội. Anh Trung nói, tôi chờ nộp hồ sơ rồi ngồi mấy tiếng đợi bốc thăm, giờ thấy hụt hẫng vì bốc trượt.
anh Trung cho hay sẽ tiếp tục nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội ở những dự án khác. Những người chưa may mắn, họ sẽ lại tiếp tục gieo hy vọng ở những dự án nhà ở xã hội khác và khả năng cao sẽ tiếp tục phải thất vọng ra về như hôm nay. Lý do đơn giản là nguồn cung nhà ở xã hội rất ít trong khi nhu cầu rất lớn. Đó là chưa kể trong khi miếng bánh nhà ở xã hội vốn đã bé lại có những đối tượng dùng thủ đoạn để sở hữu nhà ở xã hội dù không đúng quy định, khiến cơ hội tiếp cận của những người đủ điều kiện như gia đình anh Chiến càng xa vời hơn. Ngoài ra, không ít trường hợp vì muốn hiện thực hóa giấc mơ an cư của mình mà bị kẻ gian lừa đảo, lâm vào cảnh tiền mất, còn nhà thì chưa thấy đâu. Có những người vì thiếu thông tin nên đã đặt tiền vào dự án chưa được cấp phép. Giờ đây, giấc mơ an cư của họ càng trở nên khó khăn hơn. Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm được xây dựng trên diện tích hơn 2.700m2 với 32 tầng nổi, 2 tầng hầm, 275 căn hộ, trong đó có 225 căn nhà ở xã hội và 50 căn thương mại. Tại đợt đầu tiên, số căn hộ nhà ở xã hội mở bán là 149. Giá công bố của chủ đầu tư là 19,5 triệu đồng trên mét vuông, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT. Như vậy, để sở hữu căn nhỏ nhất với diện tích 69,9 mét vuông, người mua cần bỏ ra hơn 1,39 tỷ đồng. Căn diện tích to nhất 76,8 mét vuông, khoảng 1,5 tỷ đồng. Người chúng sẽ phải trả trước 50 triệu đồng, sau đó thanh toán thêm 6 đợt. Đây là mức giá bán dự án nhà ở xã hội lần đầu cao nhất từ trước đến nay tại thành phố Hà Nội. Trước đó, giá bán nhà ở xã hội trên địa bàn được Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt thông thường từ 13 đến 17 triệu đồng trên mét vuông. Dự án thu hút người dân vì nằm ở trung tâm thành phố, kết nối giao thông thuận tiện, xung quanh là khu đô thị lớn và tiện ích sẵn có như tàu điện trên cao Cát Linh Hà Đông, bệnh viện 103, bệnh viện giao thông cũng như những trung tâm mua sắm lớn như Ion Mall Hà Đông, Metro Hà Đông. Trong 13 nhà ở xã hội dự kiến mở bán trong năm nay, NHS Trung Văn mở bán sớm nhất. Vì vị trí đắc địa nên lượng hồ sơ nộp vào NHS Trung Văn mới gấp 10 lần lượng căn hộ hiện có. Đáng lưu ý, trước phiên bốc thăm chọn suất mua nhà, nhiều website môi giới bất động sản đã rầm rộ giao bán căn hộ dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn với giá chênh lệch rất lớn, 28 đến 38 triệu đồng trên mét vuông, tùy theo vị trí căn hộ, gần gấp đôi giá bán được Sở Xây dựng thành phố Hà Nội công bố. Nhu cầu nhà ở xã hội của người dân thu nhập thấp và công nhân được dự báo sẽ ngày càng nhiều hơn cùng với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Nếu vẫn duy trì tình trạng 10 người có nhu cầu và đủ điều kiện, song chỉ có một người mua được căn hộ trong mơ thì sẽ tiếp tục có những gia đình suốt đời gắn với kiếp ở trọ. Giấc mộng an cư của họ vẫn xa vời. Thời gian qua, các cấp có thẩm quyền rất quan tâm đến vấn đề nhà ở xã hội và đã có nhiều chủ trương chính sách tạo nguồn cung, giải quyết những khó khăn về nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân. Đơn cử như gói tín dụng 120.000 tỷ đồng hỗ trợ cho vay với các chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với lãi suất thấp hơn 1,5 đến 2% lãi suất cho vay chung và dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại trên thị trường. Gói tín dụng được triển khai từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc muộn nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2030. Tuy nhiên, đông đảo người thu nhập thấp vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội, trước hết vì nguồn cung hiện nay rất ít như đã nêu ở trên. Đây là một trong những lý do khiến chính gói tín dụng 120.000 tỷ đồng chưa thể giải ngân sau gần 2 tháng triển khai. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.